Rồi, nay ta vô bài số 1 của chương 1, đó là bài este. Đầu tiên là chúng ta xét về khái niệm. Rồi trước khi vào khái niệm thì chúng ta sẽ xét một cái ví dụ. Ví dụ này. Rồi, chúng ta đun axit acetic. Axit acetic. Rồi, với ancol ethylic. Đó. Ancol ethylic là C2H5OH. Ancol ethylic ha. Rồi. Chúng ta có H2SO4 đặt làm xúc tác. Và đun nóng. Thì cái phần này là phần thuận nghịch hai chiều ha. Phần xảy ra không hoàn toàn mà xảy ra hai chiều. Thì khi phần xảy ra thì có hiện tượng là nhóm carbuxin của axit sẽ mất đi nhóm OH, còn ancol sẽ mất đi hydro. Đó, sự ghép này để tạo ra một cái chất mới CH3 này, CO rồi ghép với O C2H5 và giải phóng nước. Ha. Thì cái chất này này nó sẽ có tên gọi gốc C2H5 này có tên gọi là etin. Đó. Etin. Còn gốc CH3COO thì có tên gọi là acetat, chúng ta đọc là ethyl acetat, ethyl acetat. Bây giờ một cách tổng quát, tổng quát, tổng quát. Rồi, thì khi chúng ta ghép một cái axit carboxylic là RCOOH, đó, chúng ta ghép một cái ancol HOR phẩy có axit đặc làm xúc tác đun nóng thì axit mất đi OH còn ancol sẽ mất đi H, thì các bạn sẽ thu được cái chất hữu cơ mới này OR phẩy cộng với nước. Rồi thì cái hợp chất tạo ra như thế này này, thì cái hợp chất này người ta gọi nó là, người ta định nghĩa cho nó là este. Rồi vậy khái niệm este là gì? Khái niệm ha. Rồi este là hợp chất hữu cơ thu được ha khi thay nhóm OH, khi chúng ta thay cái nhóm OH trong axit carboxylic rồi bằng nhóm OR phẩy, đó chúng ta thay cái nhóm OH bằng nhóm OR phẩy vào thì chúng ta sẽ thu được este ha. Đó là khái niệm về cái este các em nhé. Như vậy là chúng ta muốn gọi tên của este thì chúng ta phải biết tên của gốc R phẩy và phải biết tên của gốc RCOO. Thì chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo, đó là danh pháp của este các em nhé. Rồi sau đây ta sẽ nói về danh pháp của este. Thì tên gọi của este có công thức là RCR phẩy thì có công thức như sau. Tên của este. Tên của este. Thì bằng tên của gốc R phẩy, tên của gốc R phẩy, rồi cộng với tên của cái gốc RCOO đó, và cái gốc RCO này nó sẽ luôn kết thúc bằng cái đuôi là at nha, cái đuôi là at. Vậy thì muốn biết tên của một este, ta biết tên gốc R phẩy và biết tên của gốc RCOO thì sau đây ta sẽ nói tên một số gốc R phẩy này. Tên các gốc R phẩy. Đấy, cần nhớ. Rồi ta sẽ liệt kê một số gốc R phẩy cần nhớ. Thì đầu tiên là gốc CH3 này. Thì gốc này các bạn sẽ có tên là metin ha, metin. Rồi, gốc thứ hai là gốc C2H5.
gốc CH5. Thì gốc này sẽ có tên gọi là etin. Rồi. Gốc có 3 carbon thì nó sẽ có hai kiểu như thế này. Đầu tiên là kiểu mạch thẳng này. Và sẽ có gốc này là gốc propin. Propin. Gốc 3 carbon mạch phân nhánh. Mạch phân nhánh như thế này. Thì sẽ có tên là isopropin. À, isopropin. Rồi. Tiếp theo là gốc có 4 carbon. À, gốc có 4 carbon thì nó sẽ nhiều hơn nữa các em. Gốc C4H9 nha, thì nó sẽ có 4 kiểu này. Rồi, gốc 4 carbon trong mạch thẳng. Thì gốc này gọi là N-butin. N-butin. Rồi, gốc 4 carbon nhưng mà nó sẽ phân nhánh như thế này. Đấy, phân nhánh như sau. Thì các bạn sẽ đọc nó là isobutin. Rồi. Gốc mạch 4 carbon phân nhánh kiểu thứ hai như sau. Đây, gốc này. Bạn sẽ đọc tên là gốc serbutin ha. Serbutin. Rồi. Và gốc 4 carbon phân nhánh như thế này. Đây gốc này. À, thì gốc này sẽ có tên gọi là terbutin. Rồi, đây là các gốc no, gốc các gốc no cần phải nhớ. Đó, chúng ta gốc gốc CH3, gốc C2H5, gốc C3H7 thì có hai công thức ha. C3H7 có hai công thức. Rồi, C3H7 thì có hai công thức. Còn C4H9 đó thì nó có bốn công thức. C4H9 thì có bốn công thức như thế này các em nhé. Rồi. Đó là các gốc no cần nhớ, thì ta sẽ học tiếp là các gốc không no. Đây là các gốc không no cần nhớ nha. Các gốc không no cần nhớ của chúng ta thì chúng ta sẽ có những gốc như sau này, cần lưu ý này. Đây, gốc này thường có tên gọi là gốc vinin. À, gốc vinin. Rồi, gốc không no tiếp theo có tên gọi nữa, đó là gốc này. Ta thêm một carbon nữa. À, gốc này gọi là gốc anilin ha. Anilin. Rồi, gốc không no cần phải nhớ nữa, đó chính là gốc có vòng benzen này. Đó, và một gạch. Gốc phải có một gạch. Hay đây gọi là C6H5 này. Rồi. Thì gốc này gọi là gốc phenin. Phenin. Tiếp theo. Gốc có dạng như thế này. Rồi. Hay là C6H5 CH2. Đó, thì gốc này sẽ có tên gọi là benzin. Rồi, như vậy ta đã vừa lượt qua các gốc cần phải nhớ, đó các gốc R phải cần phải nhớ ha. Thì sao phải nhớ được các gốc này thì sau đó chúng ta tiếp theo đây thì chúng ta sẽ nói các gốc tên của các gốc RCOO cần phải nhớ các em nhé. Rồi. Tiếp theo thì ta sẽ đi các gốc RCOO cần nhớ ha. Các gốc RCOO này cần phải nhớ ha. Thì gốc thứ nhất của chúng ta là gốc HCOO. Thì gốc này xuất phát từ axit formic. Do đó chúng ta bỏ chữ IC đi. Và chúng ta thêm từ AT. Đó là format. Các bạn lưu ý này. Một cái gốc á, thì nó sẽ xuất phát từ cái axit tương ứng này, axit này ha. Thì axit này có tên là axit formic này. Đó, lớp 11 ta học. Thì khi mà qua gốc ấy, nghĩa là bỏ được cái hydro đi. Thì các bạn bỏ chữ IC này đi đây nè, bỏ chữ IC và thêm vào chữ AT. Đó. Bỏ IC thêm AT là chúng ta sẽ được gốc của axit tương ứng ha. Thì axit tiếp theo chúng ta sẽ là CH3 này, COO. Thì axit này có tên gọi là axit acetic, do đó thì qua gốc sẽ là acetat. Rồi, tiếp theo sẽ là C2H5 COO này. Thì con này là propi. Propionat ha, propionat. Thì đây là ba axit no
ba gốc của ba axit no thường gặp nhất. Rồi ta sẽ đi axit không no, ví dụ như axit này CH2, CH này, COOH thì bỏ hiđro đi và như này thôi. Thì cái này sẽ có tên gốc là acrylat các em nhé, acrylat. A này, acrylat, acrylat. Rồi, gốc tiếp theo CH2 này, bỏ cái hiđro để mà thêm gốc CH3 vô. Này, gốc này thì có tên gọi là meta acrylat, meta acrylat. Rồi, một cái gốc tiếp theo đó là của axit, axit có vòng benzen, gốc như thế này. Rồi, đây COO gạch, hay là trong cái đề kiểm tra ta thường ghi là C6H5. Đó, COO gạch thì cái này sẽ có tên gọi là benzoat nha, benzoat, thì nó xuất phát từ axit benzoic. Rồi, các gốc của axit hai chức, ví dụ như axit này nhé. Rồi thì cái này là oxalic, thì có este sẽ là oxalat này, oxalat ha. Rồi tất nhiên chúng ta sẽ còn nhiều axit khác, ví dụ như là axit béo rồi axit hai chức khác nữa, thì trong những cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ nói. Bây giờ mở đầu cái bài cái chỗ đồng phân và tranh pháp thì chúng ta chỉ nói các gốc ở R phẩy và các gốc RCO như vậy thôi, để chúng ta sẽ làm những bài đầu tiên cho nó quen đã, rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói những tên khác em nhé. Rồi, tôi đi mục tiếp theo trong phần này chính là viết đồng phân và gọi tên. Cái viết đồng phân và gọi tên, và gọi tên ha. Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ phải nói tới đó là este này, có đặc điểm là no đơn chức, no đơn chức mạch hở ha, no đơn chức mạch hở. Là công thức của nó sẽ có dạng là CN này, H2NO2, và chỉ số N ít nhất là phải là 2 carbon, ít nhất là 2 carbon. Thì đầu tiên các bạn sẽ cho N bằng 2 đi, N bằng 2 thì công thức của chúng ta sẽ là C2 này, H4O2, C2H4O2. Thì khi viết một đồng phân cấu tạo của este, một este có dạng là R này, R COOR phẩy như thế này, thì các bạn sẽ phải hiểu giá trị tối thiểu nha. Cái gốc R phẩy này nè, R phẩy tối thiểu nhỏ nhất á, phải là gốc CH3, ít nhất phải là gốc CH3. Còn cái gốc R, gốc R nhỏ nhất tối thiểu ít nhất, thì R là của axit thì R này là hiđro cũng được, đó, có giá trị là 1 cũng được. Do đó khi chúng ta viết công thức cấu tạo của este hay là đồng phân của este thì bắt đầu đặt viết xuống là chúng ta sẽ viết HCO trước. Đó, rồi chúng ta xem phía sau này nè, đây là 2 carbon, ở đây 1 carbon rồi, vậy thì còn là 1C, vậy là gốc CH3. Như phần tên gọi bên kia của gốc CH3 là gốc metin. Đó, gốc HCO là format, chúng ta ghép lại là metin format. Đó, đó là este đầu tiên, đơn giản nhất đó, metin format ha. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng lên cho N tăng lên 3 này, các bạn sẽ có là C3H6O2, C3H6O2. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu viết này, đặt viết xuống thì chúng ta ghi là HCOO. Rồi chúng ta xem là có 3 carbon như vậy chúng ta còn 2C đúng không, còn 2C, chúng ta thêm hiđro vào cho đủ này, H2H3. Đó thì công thức này hay còn được viết gọn là HCOO C2H5. Đó, viết gọn là như vậy. Thì gốc C2H5, gốc C2H5 là gốc etin, HCO là format, thì đọc là etin, etin format. Rồi khi chúng ta quan sát ở bên này, có nghĩa là 2 carbon thì chưa phải là tối thiểu, vì tối thiểu là nhóm CH3 mới là tối thiểu này. Chúng ta có thể chuyển bớt một carbon từ bên này qua bên phía hydro, vậy ta sẽ chuyển bớt một carbon qua bên này đúng không, thì bên này thì mình chỉ còn 1 carbon thôi, thì các bạn thêm hydro vào này, H3 này, H3. Rồi thì đọc tên này, gốc CH3 bên này là metin không, nó là metin,
Còn gốc CH3COO, CH3COO bên này này là acetat, các bạn đọc là mê tín acetat. Rồi vậy chúng ta đã đi được hai công thức ha, chúng ta sẽ qua tiếp theo. Bây giờ chúng ta đã tăng lên n bằng 4 ha, n bằng 4 thì chúng ta sẽ có công thức là C4 này, H8O2. Rồi thì đầu tiên đặt viết xuống nha, chúng ta phải viết là HCO này. Chúng ta còn 3 carbon đúng không? 1 carbon, 2 carbon và 3 carbon. Chúng ta ghi là CH2 này, CH2 này, CH3. Rồi, như cái phần gốc R bên kia thì gốc bên gốc này chính là gốc propin. Đó, gốc propin và ghép với từ format, format là của gốc HCO là format ha, để đọc là propin format. Tiếp theo thì chúng ta giữ nguyên gốc HCO. 3 carbon này chúng ta sẽ cho phân nhánh này, các bạn sẽ có CH3 này, CH3 nha. Các bạn sẽ đọc là isopropin, gốc này là gốc isopropin này, isopropin. Đó, format isopropin format ha. Rồi. Sau khi hết dạng này, các bạn chuyển bớt một carbon qua bên phía hydro, có thể chuyển bớt một carbon qua bên đây này. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn 2C thôi. Đó, ở đây tự thêm hydro CH3 này, CH2, CH3. Đó. Thì bên này hai cái gốc này này là gốc etin. Đó. Còn gốc CH3CO gọi là acetat, gọi là etin. Etin acetat ha, etin acetat. Rồi. Tiếp theo, ta sẽ chuyển bớt một carbon từ bên phải bên này này qua bên trái tiếp. Như vậy chúng ta sẽ có bên này là còn 1C thôi. Bên này có 2C. Và sẽ có CH3 này, CH2 và CH3. Gốc CH3 bên này thì có tên gọi là metin. Còn bên phía bên này này, theo tên gốc RCO thì nó là propionat, các bạn đọc là metin propionat. Rồi, vậy ta đã đi được các n bằng 1, n bằng 2, n bằng 3 và n bằng 4, đó là 7 ethanol đơn chức, bạch hở đơn giản nhất. Đó, mà chúng ta phải nhớ ha. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ đi ethane không no và ethane của phenol các em nha. Rồi, tiếp theo đây ta sẽ đi ester không no. Ester không no ha. 2 là ester không no này. Không no ha. Và ester không no tất nhiên là có rất là nhiều. Và chúng ta đầu tiên phải sơ khai đó, chúng ta đi là có một nối đôi trước nha, có một nối đôi trước. Rồi, có nghĩa là dạng công thức này sẽ là CN này. H2N trừ 2 O2 các em nhé. Và chỉ số N ít nhất là phải là từ 3, N lớn bằng 3. Thì đầu tiên ta cho N bằng 3 này. Với công thức này ta cho N bằng 3 và N bằng 4 thôi nhé. Đây ta sẽ có C3H4 và O2. Rồi. Thì vì khi biết công thức cấu tạo thì chúng ta sẽ viết là HCO này. Rồi, 1 carbon, 2 carbon, còn 2 carbon đúng không? Và có một nối đôi ta thêm vào đây, thêm hydro này, H. Đây có 2 gạch rồi, thêm H2 thôi. Rồi ok, và tên gọi của chúng ta thế này. Thì gốc này, gốc CH2 nối đôi CH, nhưng bên phần gốc đó là gốc vinin ha, các em phải thuộc nha. Gốc vinin. Còn nhóm HCO là format, phải đọc là vinin format. Ok. Như vậy đây là công thức duy nhất rồi, tại vì chúng ta sẽ muốn có nối đôi ấy, thì hai carbon nó phải gần nhau. Đó, chúng ta sẽ không chuyển carbon qua bên trái được nhá. Thì tiếp theo để cho N bằng 4. Cho N bằng 4 ha. Rồi, có nghĩa là công thức phân tử sẽ là C4 này, H6 và O2. Thì với công thức này chúng ta sẽ có nhiều đồng phân hơn đấy các bạn. Đầu tiên đặt viết xuống thì chúng ta sẽ có HCO này. Rồi 1 carbon, 2 carbon và 3 carbon ha. Có một nối đôi thì bạn nhìn nối đôi ở đây, CH2 này. CH và CH2. Rồi chúng ta sẽ gọi tên gốc bên này là gốc anilin ha, gốc anilin. Rồi, đồng là anilin format. Công thức tiếp theo thì chúng ta chỉ cần ghi công thức cấu tạo thôi, chúng ta không cần gọi tên nhá. Thì gốc đây không cần phải nhớ, vì là cái nối đôi này chuyển qua đây này. Đấy. Ở đây sẽ có CH2. Rồi. Công tiếp theo, chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên là HCO các bạn nhé. Rồi. 3 carbon này. Rồi, nối đôi ta điền ở đây hoặc ở đây là như nhau, ta điền ở một chỗ thôi. Đây là có CH2, CH3. Rồi, như vậy là dạng HCO là hết. Vậy ta qua tiếp tục. Đó là ta chuyển một carbon qua bên phía trái này, bên này. Đây.
Bây giờ ta có 2C một carbon ở đây, mà phải có một nối đôi ha, nối đôi này, thêm H vô, 1H, H2, bên này là CH3. Như vậy tên gọi của này, đây chính này gốc vinil, đúng không? Gốc vinil. Còn nhóm CH3CO là acetat, thì bắt đầu là vinil acetat ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có thể chuyển một carbon qua bên phía bên này nữa cũng được. Đây, CH3. Và nối đôi ta điền ở đây này, đó, CH2, CH ha. Thì đây là gốc CH3, là gốc metin. Đó, cái axit này, à, bên gốc này chính là gốc acrylat ha, bên cái phần gốc cần nhớ là acrylat. Acrylat đây nha. À, đọc là metin acrylat. Rồi, như vậy ta đã viết xong hai cái ester không no. Đó, cần phải nhớ. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ đi ester của phenol, được ha. Ester của phenol. Ester chứa vòng benzen đi ha. Chứa vòng benzen. Rồi. Với ester chứa vòng benzen thì chúng ta sẽ xét cái ví dụ đầu tiên, đó là C7H6O2 này. C7H6O2. Rồi, ta đặt viên xuống thì chúng ta sẽ có gốc HCOO ha. Thì bên này chỉ còn là C6H5 thôi. Đó, C6H5. Như thế này, đúng không? Hay là HCOO nè. Ở đây là có cái vòng benzen đó, vòng benzen là C6H6 đúng không? Nhưng mà mất một hydro để ghép ở đây thì có C6H5. Thì tên này sẽ được gọi là gốc C6H5, gọi là gốc phenin. Phenin. Còn gốc HCO là format, đọc là phenin. Đọc là phenin format ha. Rồi, ester của phenol tiếp theo rồi chúng ta sẽ nói đó là C8H8 và O2. C8H8O2. Thì nó có nhiều đồng phân hơn các em nhé. Chúng ta bắt đầu sẽ ghi này. Gốc HCOO. Đây, chúng ta có một cái vòng benzen. Như vậy là ghi đến đây thì chúng ta mới được là có 7 carbon thôi, đúng không? Ta phải thêm vào 1C nữa, 1C ở đây là CH3. Hay chúng ta còn ghi là HCOO này, C6H4 thôi. Vòng benzen là C6H6 nhưng mất một chỗ này này, mất một chỗ này là hai chỗ, còn H4 thôi. Còn gốc CH3. Và cái này ở vị trí chúng ta có thể di chuyển nhóm CH3 này nhé. Bạn có thể di chuyển cái nhóm CH3 này ở vị trí này, này. Qua vị trí này, này. Qua vị trí này. Như với công thức này chúng ta sẽ có 3 công thức cấu tạo ha. 3 công thức cấu tạo do nhóm CH3 chúng ta di chuyển ở 3 vị trí khác nhau. Rồi, công thức tiếp theo. Thì chúng ta chuyển bớt một carbon này, chúng ta có biết là nhóm COO ở đây. Đó. Chúng ta cũng cho vòng benzen được gắn vào. Rồi, chúng ta thiếu một carbon đúng không? Chúng ta sẽ thêm một cái C bên này là CH3. Đó. Hay chúng ta còn ghi là CH3 này. COO này, C6H5. Rồi, thì cái gốc C6H5 này là gốc phenin. Gốc phenin. Và gốc CH3CO là acetat, các bạn gọi là phenin acetat nha. Rồi, đó là công thức thứ hai. Đó là công thức thứ hai. 1, 2 này. Rồi, tiếp theo ta sẽ ghi tiếp. Rồi, ở đây có nhóm HCOO ha. Nếu ta nối vòng benzen vào, giải chết 3 là giống như thế này rồi. Bây giờ ta sẽ xen một carbon vào chính giữa này. Đó, như này. Thì sau này cái ester có đặc điểm như thế nào ta sẽ nói sau ha. Về tính chất học chúng ta sẽ nói sau. Đây đang viết đồng phân thôi. Hay là HCO nè, CH2 nè, C6H5. Rồi. Thì cái gốc CH2, C6H5 á, gọi là gốc benzene. Các bạn sẽ đọc là benzene này. Benzene format. Là benzene format, được chưa? Benzene format. Rồi, công thức cuối cùng là như sau. Chúng ta sẽ cho vòng benzen qua bên trái của nhóm COO. Đây là COO nè. Và bên này mình có nhóm CH3. Đó. Hay là C6H5 COO CH3, được chưa? Nhóm CH3. Nhóm CH3 được gọi là nhóm metin. Nhóm metin. Còn gốc C6H5CO của axit benzoic này đọc là benzoat, là trong cái phần gốc RCO cần phải nhớ. Rồi, như vậy là chúng ta đã viết được các cái công thức cấu tạo của ester chứa vòng benzen, cần nhớ em ha. Thì sau đây bài số 1 thì thầy sẽ cho các câu hỏi, khoảng hơn 30 câu hỏi để chúng ta viết đồng phân và
gọi tên của các cái tên thường gặp các em nhé. Nào, ta đi thôi.